xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô cúc thọ hương ghép phong mai tàn, hoàng quyết long, cúc tây thi hết cô chú, mai đại lộc và mùa liền cốt chuẩn chơi Tết 2023 luôn quý cô chú ha. Dạ em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh. Chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được những cây mai thật là ưng ý luôn ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn của chị Huệ, giao lưu một số cây để về mình lấy bo cũng như là mình chơi Tết 2023 luôn quý cô chú ha. Dạ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay luôn ạ. Dạ em xin chào chị Huệ ơi. Chào chị. Em xin anh chào cô chú anh chị gần xa, em xin giao lưu cô chú anh chị một số mai chưng Tết và một số mai lấy bo nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi đào liếp là giống mai gì đây bà chủ ơi? Một giống mai là hoa hồng thanh tú. Dạ. Cúc hoa hồng thanh tú đế nơm ha cô chú ha. Cây này thì mình ghép bà già mùa hết này cô chú anh chị mình về lấy bo cũng được, mình chơi Tết cũng ok lắm luôn ha. Rồi em xin thông số luôn ạ. Hoành của cây là 17. Dạ. Mình ghép được 5 bo nha quý cô chú. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang của cây là 69. Em xin giao lưu cô chú anh chị là mã số 1M, giá 1.100.000, em bao phí ship nha cô chú anh chị. Dạ, cái này về mình lấy bo cũng được nhiều lắm cô chú chị ha, 1.100.000. Tiếp sau đây là mã số 2M, em xin giao lưu cô chú anh chị một cây cúc thọ hương mini để bàn nha cô chú anh chị. Dạ. Tàn xè đi ạ, tròn đẹp luôn nha cô chú. Hai bo luôn cô chú nha. Nhỏ nhỏ mà có đế dễ thương nha mấy cô chú anh chị. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành của cây, hoành của cây là 10. Dạ. Chiều cao của cây là 52. Rồi, tháng này cây đang đi cơ độ rất mạnh luôn nha. Tán ngang của cây là 46. Em xin giao lưu cô chú anh chị cây này là giá 500.000, em bao phí ship ạ. Dạ. Một cây mini để bàn luôn ạ. Mã số 3M. Em xin giao lưu với cô chú anh chị một cặp đại lộc mini để bàn nha cô chú anh chị. Dạ. Nhỏ nhỏ nhưng mà đều thàn hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Đang vô nút nụ kim nách lá rất là khích luôn nha quý cô chú anh chị. Càng liền cốt nha. Giờ em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Chiều cao của cây là 38. Chiều cao của cây là 32. Em xin giao lưu cô chú anh chị là mã số 3M này giá là 450.000, em xin bao phí ship. Dạ 450. Rồi em đổi nha. Mã số tiếp theo là 4M, em xin giao lưu cô chú anh chị một cặp đài lộc mini để bàn nữa ha. Dạ. Cái này cũng là hàng ghép lốt nhớt liền cốt nha quý cô chú anh chị. Mình có cái khu vườn trống rộng nhiều ha. Mình mua số lượng về trồng đất là em lắm nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin thông số luôn ạ. Chiều cao của cây là 36. Chiều cao của cây này là 41. Em xin giao lưu cô chú anh chị cặp đại lộc này giá là 450.000, em xin bao phí ship ạ. Dạ. Tiếp theo là mã số 6M, em xin giao lưu với cô chú anh chị một cây cúc đại đó. Rồi cây này thân lắm, nhỏ nhỏ nhưng mà tàn đều hết trơn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Em xin thông số luôn nha. Rồi. Cây này cũng có đế đâu nha quý cô chú anh chị. Hoành của cây là 8. Chiều cao của cây là 70. Cây này mình ghép được 5 bo luôn. Tán ngang của cây là 52. Em xin giao lưu cô chú anh chị cây này là giá là 650.000, em bao phí tiếp ạ. Dạ 650. Rồi em đổi cây luôn nha chị. Đó là mã 6M, em xin giao lưu với cô chú anh chị một cây cúc thọ hương. Dạ, cây này dáng trực đều tàn luôn nha cô chú anh chị, có đế luôn ạ. Đều tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Dạ.
Cây này mình ghép khoảng 11-12 bo lên nha cô chú. Rồi mình xem giá giúp em luôn ha. Dạ em xin thông số luôn ạ. Rồi. Cây này hoành của cây là 15. Dạ. Cao của cây là 96. Tán ngang của cây là 57. Dạ, mình ghép được 15 bo, một cây dáng trực tàng thông luôn nha cô chú anh chị. Em xin giao lưu cô chú anh chị giá là 1 triệu, em bao phí ship. Cái này 1 triệu 6, em xin bao phí ship. Dạ, 1 triệu 600 nghìn cô chú anh chị nha, mã số 6 em mời. Em đổi luôn ạ. Tiếp theo là mã số 7M, em xin giao lưu cô chú anh chị cũng lại là một cây cúc thọ hương. Dạ, cây cúc Hòa Hương ghép phong, phong mai tàn nha cô chú anh chị. Cây này thì phong cao á cô chú anh chị nha. Rồi cái bo ghép rất là già nha quý cô chú, nó liền cái chột ghép luôn ạ. Vậy là cô chú anh chị mình sẽ thấy được mặt bông luôn ha. Cây này có một khủ đế nở tròn do luôn nha quý cô chú. Rồi em xin thông số luôn ạ. Hoành của cây là 13,5. Dạ. Cây già bo đang ôm nụ khá là nhiều luôn nha cô chú ha. Chiều cao của cây là 120. Tán ngang của cây là 73. Cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là giá là 1.900.000, em bao phí ship. Dạ, 1.900.000, cây phong cao tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Rồi em đổi luôn ạ. Tiếp theo là mã số 8M, em xin giao lưu với cô chú anh chị một cây cúc thọ hương. Dạ, cây này ghép già mùa luôn ấy cô chú, đang đi cơ đoạn rất là mạnh luôn nha. Mình ghép được hai bo cây dáng trực đế nở luôn ạ. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành của cây là 10. Chiều cao của cây là 48. Tán ngang của cây là 36. Em xin giao lưu cô chú anh chị cây này là 600.000, em bao phí ship. Rồi 600.000 nha cô chú anh chị, mã số 8M. Em đổi luôn nha. Mã số 9M. Mã số 9M cũng lại là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cái này phong tàn dù luôn nha cô chú anh chị nha, nhỏ gọn dễ chơi. Càng đẹp luôn nghe cô chú anh chị. À, em xin thông số luôn nha. Hoành của cây là 9,5. Dạ, cây này nó nuôi cái tàn với cái mình ốm nhờ mà cô chú anh chị. 4 bo luôn ạ. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang của cây là 50. Cây này em xin giao lưu cô chú anh chị là giá 650.000, em bao phí ship ạ. Là mã số 10M, em cũng giao lưu cô chú anh chị là một cây cúc thọ hương. Cây này bonsai để bàn đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Dạ mình ghép được 3 bo nha mấy cô chú ha. Rồi cái dáng nó nằm nó quái nha mấy cô chú anh chị. Rồi em xin thông số không ạ. Cây này mình về vô chậu đẹp đẹp xíu ha, lên cây liền nha cô chú. Hoành của cây là 13. Dạ. Chiều cao của cây là 69. Tán ngang của cây là 56. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là cây này là 1,1 triệu, em bao phí ship ạ. Rồi 1.100.000 cây cúc thọ hương đế đẹp luôn nha cô chú anh chị ha. Em đổi ạ. Là mã số 11M, em xin giao lưu với cô chú anh chị là một cây cúc không nhị hoàng quyết long. Dạ. Một cây hoàng quyết long dáng hơi siêu siêu ha cô chú anh chị nha. Dáng nghiêng đẹp nha cô chú. Dạ, em xin thông số luôn nha. Hoành của cây là 19,5. Dạ, cây này mình ghép được 4 bo luôn nha. Chiều cao của cây là 54. Dạ. Tán ngang của cây là 60.
cây này lên da lương hết trơn rồi cô chú anh chị, về mình muốn cắt bo liền thì cũng được luôn quý cô chú nha. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là giá là 900.000, em bao phí ship. Dạ, 900.000 một cây cúc không nhỉ? Dạ. Tiếp theo là mã số 12M, em giao lưu cô chú anh chị là một cây đại lộc. Bini để bàn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, em xin thông số luôn nha. Hoành của cây là 14. Dạ, cây này ghép được 2 bo nha cô chú anh chị. Cao của cây là 48. Tán ngang của cây là 37. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 450.000, em bao phí ship ạ. Dạ, một cây để lọc để bàn 450 nha cô chú ha. Dạ, tiếp theo một cây mã số 13M luôn nha cô chú anh chị. Mã số 13M lại là cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cây trực đế não tàn đều tàn dày luôn nha cô chú ha. Khích tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào mình thích dòng mai cúc thọ hương mà ghép phong mai tàn thì mình chọn mấy cây này là ok luôn nha cô chú anh chị. Hoành của cây là 18. Dạ. Chiều cao của cây là 85. Tán ngang của cây là 50. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 1.800.000, em bao phí ship ạ. Dạ, 1.800.000 nha cô chú anh chị nha. Rồi, cây trực tàn đều và bo hàng chuẩn chi Tết 2023 nha cô chú anh chị. Em đỡ luôn ạ. Dạ, mã số 14M. 14M cũng lại là một cây cúc thọ hương. Rồi, cây này có cái co lắc nhìn cũng quái quái cây nha quý cô chú anh chị. Ăn lắc đẹp nha cô chú anh chị. Cũ hút não luôn nha. Rồi, em xin thông số luôn ạ. Hoành của cây là 11.5. Rồi, cái co này là nó dính nhau luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 65. Dạ, cái này mình ghép được 6 bo luôn ạ. Tán ngang của cây là 52. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 900.000, em bao phí ship ạ. Dạ, 900.000 một cây thọ hương thân lắc luôn nha. Tiếp theo là mã số 15M, em xin giao lưu với cô chú anh chị là một cây cúc đại đó. Dạ, ghép với phong mai tàn nha cô chú anh chị. Đế lắc đẹp nha cô chú anh chị. Em xin thông số luôn ạ. Hoành của cây là 10. Dạ. Chiều cao của cây là 89. Tán ngang của cây là 36. Dạ, cây này mình cũng ghép được 12. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 1.100.000, em bao phí ship. Dạ, chọc ghép giả hết trơn nha cô chú anh chị, 1.100.000. Một cây cúc đại đó. Dạ rồi, em rõ luôn nha bà chú ơi. 16M. Tiếp theo là mã 16M, em xin giao lưu cô chú anh chị là một cây cúc thọ hương. Dạ, cái này phơm lùng lực. Cái thân nó lắc nhìn quái quái nha cô chú nha. Dạ, mình ghép được 6 bo luôn ạ. Dạ, em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Dạ. Hoành của cây là 15. Chiều cao của cây là 61. Tán ngang của cây là 67. Em xin giao lưu cô chú anh chị là giá là 1.000.000, em bao phí ship. Dạ, 1.000.000 một cây cúc thọ hương phơm lùng lực nha cô chú anh chị. Mã số... Tiếp theo là mã số 17M. Dạ. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là một cây cúc thọ hương. Rồi, cây này thì tàn cũng khá lớn nha cô chú anh chị, tàn đều hết chân luôn ạ. Tàn đều khít bo đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mười ba bo nha mấy cô chú anh chị nha, nguyên một bệ dáng luôn ạ. Rồi, em xin thông số nha bà chủ ơi. Hoành của cây là 19.5. Dạ. Chiều cao của cây là 97.
tán ngang của cây là 77. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 2,3 triệu, em bao phí ship. 2,3 triệu hết cô chú ha. Cái bo ghép đã già lớn từ điếu thuốc ăn lên nha quý cô chú anh chị. Em đổi nha. Tiếp theo là 18M, em xin giao lưu cô chú anh chị là một cây cúc thọ hương. Rồi, cái phong mai tàn đẹp nha cô chú anh chị. Cái tàn phong cao nha quý cô chú anh chị. Rồi phong cao có đế nở luôn ạ. Dạ em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành của cây là 14,5. Dạ. Chiều cao của cây là 1,2 m. Mấy cái chọt ghép này nó liền mặt cắt hết trơn rồi quý cô chú ha. Tán ngang của cây là 69. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 1,7 triệu, em bao phí ship ạ. 1,7 triệu nha cô chú anh chị, một cây thọ hương ghép phong mai tàn. Cây phong cao luôn nha. Cô chú mình có cái phòng mà rộng rộng nha, mình để một cặp phía trước phòng khách là chơi Tết ăn lành nha cô chú anh chị. Em đổi cây luôn nha chị. Tiếp theo là mã số 19M, em xin giao lưu với cô chú anh chị một cây không nhị hoàng quyết long nha cô chú anh chị. Dạ cái này lùng lực luôn quý cô chú anh chị nha. Dạ cái phôi nó rất là lực nha cô chú. Cây này mình ghép được 5 bo luôn ạ. Nó liền cái chỗ ghép thôi nha cô chú ha. Giờ em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành của cây là 35. Dạ cái này là đế đều 4 mặt luôn nha quý cô chú anh chị. Cao của cây là 80. Tán ngang của cây là 92. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là giá 2 triệu, em bao phí ship. Cây này cô chú anh chị về mình cắt bo được rất là nhiều luôn nha. Mã số 21M, em xin giao lưu với cô chú anh chị một cây cúc tây thi. Dạ cúc tây thi nha cô chú anh chị, cây này đế nôm đẹp luôn nha. Cái dáng nó hơi chồm tới xíu nha cô chú, mình ghép được 5 bo. Cây này thì đang lên nút nụ kim luôn cô chú anh chị, hẹn là chơi Tết luôn nha. Rồi em xin thông số luôn ạ. Hoành của cây là 14. Chiều cao của cây là 61. Tán ngang của cây là 65. Dạ. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 1,1 triệu, em bao phí ship ạ. Dạ rồi, đế đẹp luôn quý cô chú chị nha, cây già mùa luôn ạ. Hình như cây này theo đây là mã số 22M, em xin giao lưu với cô chú anh chị là một cây cúc thảo ly. Dạ cúc thảo ly đế đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này bo già bo hết trơn rồi quý cô chú nha. Mình ghép đều tàn luôn ạ. Em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Cây này vô cô chú anh chị mình lên cái chậu đó nữa là bắt mắt cái cây liền nha cô chú. Hoành của cây là 13. Dạ. Chiều cao của cây là 77. Tán ngang của cây là 42. Em xin giao lưu cô chú anh chị là 1,2 triệu, em bao phí ship ạ. Dạ 1,2 triệu một cây cúc thảo ly nha cô chú nha. À, cúc thảo ly này thì mặt hoa cũng rất là đẹp, cánh dung bông chùm luôn nha cô chú. Dạ em đổi cây luôn nha. Tiếp theo là mã số 23M, lại là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ một cây cúc thọ hương, cây này cũng ghép phong mai tàn nha cô chú nha. Em xin thông số luôn ạ. À. Cây này đế nó cũng quá quái lắm cô chú anh chị. Dáng lạ lạ ha. Hoành của cây là 10. Dạ. Chiều cao của cây là 93. Cây này mình ghép được 8 bo nha cô chú. Tán ngang của cây là 54. Bo em xin giao lưu cô chú anh chị cây này là một cây cúc thọ hương. 1,2 triệu, em bao phí ship. Dạ phong mai tàn hết cô chú chị, tàn đều hết ạ. À.
Rồi em gửi cây đây nha bà chủ ơi. Mã số 24 M. Mã số 24 M cũng là một cây cúc thọ hương. Cây này có co lắc cây, nhìn khéo cây nha cô chú anh chị. Cây này đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế nó ngon củ đặc luôn á. Dạ rồi. Em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành của cây là 14. Dạ. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang của cây là 64. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 1.500.000, em bao phí ship ạ. Dạ 1.500.000, cái này ghép cũng là khá nhiều bo cho chú anh chị nha. Thân lắc, đế đẹp luôn ạ. 5M cũng là một cây cúc thọ hương nghe cô chú anh chị. Rồi, ghép với phong mai tàn đẹp. Cây dáng trực đế thơm luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ. Hoành của cây là 11. Dạ. Cây này mình ghép bo già tàn đều nha. Chiều cao của cây là 92. Tán ngang của cây là 49. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 1.300.000, em bao phí ship ạ. Dạ, cúc thọ hương ghép phong mai tàn đế nơm nha cô chú anh chị. Rồi. Là mã 26M, em xin giao lưu cô chú anh chị là một cây đại lộc. Dạ một cây mai đại lộc nha quý cô chú anh chị, cây đen xanh tốt luôn nha, già mùa luôn nha quý cô chú. Dáng nó hơi siêu siêu và cái chột ghép của mình là bự bằng ngón tay cái luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình ghép được 4 bo. Cái thân nó nu nặng nhìn quái quái cây nha quý cô chú nha. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ ơi. Hoành của cây là 27. Dạ. Chiều cao của cây là 95. Dạ rồi. Tán ngang của cây là 74. Em xin giao lưu cô chú anh chị, cây này là 3.700.000, em bao phí ship ạ. Một cây mai đại lộc già mùa nha cô chú, 3.700.000. Mã số 26 em mời. Dạ rồi. À, cây này cũng là cây cuối clip, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị gần xa để yêu thương ủng hộ vườn, ủng hộ kênh của em ha. Dạ. À, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tới. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. À. À, em xin chào hẹn với cô chú ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ. À.